Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé. Sẽ là nội dung chúng mình cùng đi tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu xong kỹ lưỡng về đêm đông cắt dây trói cho A Phủ, chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về nhân vật A Phủ. Mặc dù ở trong phần này thì A Phủ không phải là nhân vật chính, nhưng chúng mình vẫn sẽ tìm hiểu qua. Ok không nào? Nhá, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu với đêm mùa đông ở Hồng Ngài như sau. Được không ạ? Đêm mùa đông. Đêm mùa đông ở Hồng Ngài. Không nào. Đêm mùa đông ở Hồng Ngài. Chúng ta thấy rằng là nhà văn Tô Hoài đã có dịp tâm sự. Câu chuyện vợ chồng A Phủ là câu chuyện hoàn toàn có thực. Tức là nguyên mẫu ở ngoài đời sống. Đợt ấy tôi đi công tác từ Tà Xùa sang Phù Yên ở Sơn La. Ở Tà Xùa, tôi gặp một vợ chồng người Mèo vào đúng dịp Tết truyền thống của họ, tức là khoảng tháng 11 âm lịch. Trước Tết Nguyên Đán một tháng, người Mèo kéo... Trước Tết Nguyên Đán một tháng, Tết của người Mèo kéo dài cả tháng. Tôi cùng đôi vợ chồng nhà kia ăn Tết từ bàn này sang bàn khác, ăn Tết và uống rượu. Rồi anh chồng kể chuyện, anh kể về cuộc đời anh, cuộc đời chị vợ, về chuyện thống lý ở bản anh làm tay sai cho Pháp rất tàn ác, cho nên anh phải đưa vợ trốn chạy đi nơi khác. Câu chuyện của đôi vợ chồng nọ cộng với vốn hiểu biết của tôi về cuộc sống của người Mèo đã làm cốt truyện cứ sáng tỏ dần và tôi bắt tay vào viết. Đó là lời tâm sự của Tô Hoài khi nói về cái quá trình mà mình hình thành cái chuyện gắn vợ chồng A Phủ. Được không nào? Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng đây là một cái câu chuyện được lấy cảm hứng từ một cái nguyên mẫu có thật ở ngoài đời sống. Có lẽ cũng chính vì như thế mà chúng ta cũng nhận thấy rằng có một cái cảm giác khi chúng ta đọc cái câu chuyện này, đó là một cái cảm giác nó rất là chân thực. Hay là bởi vì đặt vào cái hoàn cảnh lúc bấy giờ là cái hoàn cảnh mà bọn chúa đất nó đang càn quét. Thế nên chúng ta cũng cảm nhận được cái nỗi khổ của những người lao động nơi đây. Và chúng ta cảm thấy rằng những cái câu chuyện này nó rất là gần gũi đối với chúng ta. Không hề xa cách một chút nào cả. Dẫu cho thời gian đã trôi đi rất là nhiều năm rồi. Đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng là mỗi câu chuyện thì đều gắn với một thời kỳ. Và đôi khi chỉ cần đọc một chuyện ngắn thôi là cả một cái thời kỳ của đất nước đã được gợi ra ở trước mắt chúng ta rồi. Thế nên là chị hy vọng là khi các bạn tiến hành phân tích, bình giảng hay là cảm nhận về văn học thì bản thân các em cũng nên chú ý một chút, tìm hiểu về cái thời kỳ ra đời, tìm hiểu về cái bối cảnh của cái câu chuyện đó nhé các bạn nhé. Ok chưa nào? Bây giờ quay trở lại với nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng mình đang cùng đến với cái phần đó là đêm mùa đông ở Hồng Ngài. Rõ ràng là khi đêm mùa xuân kết thúc, chúng ta ngỡ tưởng rằng là cái nhân vật này có thể lấy lại cái sức sống tiềm tàng cho bản thân mình và chiến đấu vì cái hạnh phúc và tự do của bản thân mình. Nhưng mà điều đó đã không kịp xảy ra. Sau đêm tình mùa xuân, Mị bây giờ, một bông hoa của núi rừng Đại Ngàn trước đó, một cô gái mang trong mình một cái vẻ đẹp cả về gì ạ? À, cả về bề ngoài, cả về tâm hồn, bây giờ lại tiếp tục quay trở về với cuộc sống bình thường như một cái xác không hồn. Hãy nhớ nhá, cuộc sống bình thường của Mị là cuộc sống âm thầm như một chiếc bóng. Cuộc sống bình thường của Mị là cái cuộc sống mà sống gì ạ? Như một cái xác không hồn. Được không ạ? Rồi, sau đêm mùa xuân. Sau đêm mùa xuân. Sau đêm mùa xuân. Thì Mị trở về cuộc sống như một cái xác không hồn và lại tiếp tục cuộc sống âm thầm như một chiếc bóng. Trở về cuộc sống. Trở về cuộc sống âm thầm như một chiếc bóng. Được không nào? Trở về cuộc sống âm thầm như một chiếc bóng nhá. Hãy lưu ý giúp chị. Và thậm chí còn câm
lặng hơn trước. Còn câm lặng hơn trước. Được không nào? Thậm chí là còn câm lặng hơn trước. Các bạn ơi, đây mới là cái điều đáng sợ này. Điều đáng sợ là khi con người ta bước qua một cái cú sốc ấy, con người ta lại trở lại cái trạng thái trước đó mà thậm chí còn câm lặng hơn cả trước đó. Và Mỹ bây giờ đang rơi vào cái tình trạng như thế này. Được không ạ? Mỹ bây giờ đang rơi vào cái tình trạng như thế này. Rõ ràng nếu như mà chúng mình chỉ tìm hiểu đến đây thôi, thì chúng mình có thể khẳng định một điều rằng là bọn chúa đất phong kiến, đặc biệt người gây ra cho Mỹ cái nỗi đau này là gia đình nhà thống lý Bá Cha. Và cụ thể là thằng A Sử, nó đã dìm Mỹ vào trong bóng tối để triệt tiêu đi cái ý thức phản kháng của Mỹ. Và nó đã thành công. Bởi vì sau đêm mùa xuân, Mỹ bây giờ lại trở về với hình ảnh của một cô gái câm lặng, lúc nào cũng lùi lũi ở đằng sau xó cửa như một con rùa, đúng không ạ? Và mặc dù là sống một cái cuộc sống câm lặng như thế, nhưng Mỹ có một cái thói quen, và đó cũng chính là một trong những cái nhân tố giúp cho Mỹ đã nhìn thấy giọt nước mắt, dòng nước mắt của A Phổ, để gì ạ? Nảy sinh, phát sinh cái suy nghĩ muốn giải cứu cho người đàn ông đó. Ok chưa nào? Chúng ta thấy rằng tác nhân đầu tiên, được không ạ? Tác nhân đầu tiên đó là bếp lửa. Được không ạ? Tác nhân đầu tiên đó là bếp lửa. Bếp lửa đóng vai trò như thế nào ở trong cuộc đời của Mỹ? À, thứ nhất nhá, đây là gì ạ? Đây là một cái công cụ để cho Mỹ vượt qua mùa đông giá lạnh ở trên núi cao. Được không nào? Giúp Mỹ được không? Vượt qua mùa đông giá lạnh. Giúp Mỹ vượt qua mùa đông giá lạnh trên núi cao. Được không nào? Giúp Mỹ vượt qua mùa đông giá lạnh ở trên núi cao. Chúng ta đều biết rằng là mùa đông trên núi cao rất là dài và lạnh. Kể cả là bây giờ vẫn như thế chứ không phải là ngày xưa, đúng không ạ? Bây giờ những cái nơi mà khi mà nhiệt độ hạ thấp ấy, thì thường cái vùng núi cao là núi cao Tây Bắc là cái vùng mà lạnh nhất, thậm chí là còn có tuyết đấy, đúng không ạ? Thế nên là bởi vì mùa đông trên dẻo cao dài và lạnh như thế, nên bếp lửa đã trở thành cái công cụ giúp cho Mỹ có thể vượt qua được mùa đông giá lạnh này. Được không ạ? Và chính cái điều này đã khiến cho Mỹ hình thành cái thói quen. Và thói quen của Mỹ chính là thói quen sưởi lửa các bạn nhé. Thói quen của Mỹ chính là thói quen sưởi lửa. Được không ạ? Ngày nào Mỹ cũng sưởi lửa. Và nó đã trở thành thói quen rồi. Kể cả là có những ngày, có những lần mà A Sử về nhá, và A Sử nhìn thấy là Mỹ đang sưởi lửa, nó đã làm gì ạ? À, nó đã đạp Mỹ ngã lăn. Nhưng Mỹ vẫn quyết không bỏ cái thói quen này. Có thể thấy bếp lửa bây giờ không chỉ đơn thuần là một cái công cụ giúp cho Mỹ có thể vượt qua được mùa đông giá lạnh ở trên núi cao, mà bếp lửa bây giờ đối với Mỹ còn là một cái người bạn vô hình, đúng không? Một cái người bạn vô hình, một người tri kỷ của Mỹ, đúng không ạ? Tri kỷ của Mỹ, đúng không ạ? Thấy không? Bây giờ ấy, người bạn của Mỹ là cũng chỉ có những cái vật vô tri vô giác thôi. Và cụ thể ở đây người bạn của Mỹ đây này, đó chính là gì đây? Đó chính là bếp lửa đây này. Đúng không ạ? Và gì ạ? Bếp lửa chính là cái thứ hiếm hoi đem đến cho Mỹ cái nguồn sáng và nguồn ấm áp. Đúng không? Đem đến cho Mỹ. Nguồn sáng này. Được không? Đem đến cho Mỹ cái sự ấm áp này. Được không ạ? Đem đến cho Mỹ nguồn sáng, đem đến cho Mỹ cái sự ấm áp để Mỹ vượt qua cái lạnh giá và cô đơn ở nơi dẻo cao này. Được không ạ? Rồi, đấy là cái tác nhân thứ nhất nhá. Đó là bếp lửa. Được chưa ạ? Tác nhân thứ hai, để gây ra những cái biến động, những cái xáo trộn ở trong lòng, ở trong trái tim của người con gái này,
không thể không kể đến, đó chính là dòng nước mắt của A Phổ. Dòng nước mắt của A Phổ. Thế nhưng trước khi dòng nước mắt đó xuất hiện, chúng ta thấy rằng là tâm lý của Mị như thế nào hả các bạn? Tâm lý của Mị như thế nào? Cái sự kiện xảy ra đó chính là sự kiện gì nhở? Đó chính là sự kiện A Phủ, đúng không? Mải bẫy nhím, đúng chưa nào? Mải bẫy nhím để hổ ăn mất gì ạ? Hổ ăn mất nửa con bò. Hổ ăn mất nửa con bò. Hổ ăn mất nửa con bò. Thế nên chính vì điều này mà gì ạ? Đã bị phạt tự đào cột và tự trói đứng mình, đúng không? Bị phạt trói đứng, đúng không? Bị gia đình nhà thống lý Pá Cha phạt trói đứng. Thế bây giờ cái câu chuyện mới được lật lại là người ta mới hỏi là ô, thế cái anh A Phủ này anh ý là ai? À, anh A Phủ này anh ý là ai? Chúng ta thấy rằng là A Phủ ấy thì cũng giống như Mị thôi, cũng là nô lệ không công cho gia đình nhà thống lý Pá Cha thôi. Cái anh này thì anh ấy đã gây ra một cái việc người ta gọi là tày đình, là đánh con quan. Đó, đúng không ạ? Thế nên là bị một cái tội cực kỳ lớn là mày đánh con quan, đúng không? Mày phải tham gia vào một cái cuộc sự kiện cực kỳ bất công do gia đình nhà tao tổ chức. Và sau cái cuộc sự kiện đó, không những bị phạt tiền, lại còn bị đánh cho một trận như tử. Và A Phủ trở thành gì ạ? À, nô lệ làm việc để gạt nợ cho nhà thống lý, để có tiền trả cho cái vụ kiện đó, cho cái vụ xử án đó. Đó, được không ạ? Nhưng mà A Phủ lại là một cái người mà rất là khỏe mạnh, rất là tháo vát, làm được cực kỳ là nhiều việc. Nhưng mà chính vì cái việc là giỏi như thế, tháo vát như thế, thế nên là hôm đó mới mải bẫy nhím nên mới hổ bị hổ ăn mất nửa con bò. Thế nên mới bị phạt trói đứng, đúng không nào? Và khi mà trong cái giây phút đầu tiên, trong những cái ngày đầu tiên nhìn thấy cái khung cảnh A Phủ bị trói đứng thì cái tâm trạng của Mị như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? À, tâm trạng của Mị như thế nào trước cái hiện thực đó? Ngày nào Mị cũng nhìn thấy, mấy cái ngày đầu tiên ấy, đúng không? Những ngày đầu, những ngày trước đó, những ngày trước đó thì Mị như thế nào nhỉ? À, Mị cảm thấy rất là thờ ơ và dửng dưng với chuyện này. Mị vô cảm. Mị vô cảm, được không nào? Thờ ơ và dửng dưng với hiện thực trước mắt. Thờ ơ, dửng dưng, được không? Với hiện thực trước mắt. Với hiện thực trước mắt. Mị có nghĩ là gì ạ? À, A Phủ ấy có là cái xác chết đứng đó thì cũng thế thôi, được không nào? A Phủ có là cái xác chết đứng đó thì cũng thế thôi. Tại sao nhở? Câu văn này nó giống như là minh chứng cho một cái sự tê dại ở trong lòng Mị ấy. Thế chị đang muốn hỏi là tại sao ban đầu Mị lại vô cảm và thờ ơ như vậy? Rõ ràng là Mị và A Phủ là những cái người đồng cảnh ngộ. Thế nhưng mà các bạn phải hiểu rằng, để trả lời cho cái này, chúng ta có thể thấy, thứ nhất, chuyện mà người bị trói đứng cho đến chết ở nhà thống lý Pá Cha là chuyện rất bình thường, đúng không ạ? Chuyện người bị trói đứng, được không? Ở nhà thống lý là chuyện bình thường. Thế nên là Mị cũng nghiễm nhiên chấp nhận cái việc này. Đây đâu phải là lần đầu tiên nó mới xảy ra đâu. Thế nên là Mị nghiễm nhiên Mị chấp nhận cái việc này thôi, đúng không ạ? Nhưng cái lý do thứ hai mới là cái lý do quan trọng này, để chúng ta thấy được là cái sự tê liệt ở trong cảm xúc của Mị. Bởi vì là Mị đã quá khổ để có thể hiểu và thông cảm được cho nỗi khổ của người khác, được không ạ? Mị quá khổ để có thể hiểu, để có thể hiểu và thông cảm, để có thể hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của người khác, được không nào? Của người khác.
Ok chưa ạ? Mị quá khổ để có thể hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của người khác. Chính cái điều này đã khiến cho bản thân của Mị bây giờ cũng tê dại về mặt cảm xúc rồi mà. Tê liệt về cảm xúc rồi mà. Mà đã gọi là bây giờ cái con người mà đã bị tê liệt về cảm xúc rồi thì làm sao mà hiểu cho nỗi khổ của người khác, để mà đồng cảm, để mà xót xa, để mà tham gia những cái điều mà được gì ạ, thể hiện cái tình yêu thương đối với người ta được. Đấy là phi lý. Thế nên ban đầu, những cái phản ứng đầu tiên của Mị là những cái phản ứng cực kỳ hợp lý thôi, đúng không ạ? Những ngày trước đó đấy, đây là những cái phản ứng cực kỳ hợp lý của Mị thôi, không có gì cả. Ok chưa nào? Rồi, thế nhưng các bạn phải chú ý giúp chị là điều gì đã xảy ra khiến cho nhân vật này có một cái sự thay đổi mà phải gọi là gì ạ? Là 180 độ như thế. Bởi vì sao nhở? Mị nhìn thấy cái gì? Nhờ vào ánh lửa bập bùng. Nhờ vào ánh lửa bập bùng. Thì Mị đã nhìn thấy gì ạ? Mị đã nhìn thấy giọt nước mắt của A Phủ. Đã nhìn thấy dòng nước mắt của A Phủ. Được không nào? Mị đã nhìn thấy dòng nước mắt của A Phủ. Tô Hoài viết thế này: đêm ấy A Phủ khóc, một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen. Và chính cái dòng nước mắt này là giống như nó đóng vai trò giống như là một cái giọt nước để làm tràn ly nước ấy, đúng không ạ? Và chính cái giọt nước mắt này đã chạm đến trái tim của Mị. Được không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là tác giả sử dụng một cái từ ngữ rất hay khi nói về dòng nước mắt của A Phủ, đó là từ bò. Đúng không ạ? Tại sao không phải là dòng nước mắt lăn hay là giọt nước mắt rơi, mà lại là một cái dòng nước mắt bò xuống hai hõm má đã xám đen lại nhỉ? Tại sao lại là từ bò nhỉ? Các bạn có thể thấy rằng là chính cái từ bò này nhá, khiến cho chúng ta gợi ra liên tưởng về một cái hình ảnh giống như kiểu là cái hình ảnh này đang được kiểu tua chậm lại ấy, đúng không? Hình ảnh này đang kiểu được tua chậm lại ấy. Mà chúng mình cũng đồng thời nhìn thấy rằng là gì ạ? Khi mà chúng ta buồn hay chúng ta đau khổ thì chúng ta có quyền được khóc, và cái giọt nước mắt đó của chúng ta là cái giọt nước mắt để chúng ta giải tỏa, đúng không em? Là cái giọt nước mắt để chúng ta giải tỏa đi những cái muộn phiền, những cái u sầu của chúng ta. Thế nhưng ở đây lại là hình ảnh của một cái dòng nước mắt với cái tốc độ rơi rất là chậm. Có lẽ bởi vì con người này, A Phủ thật ra không muốn khóc. Thế nhưng mà bởi vì bản thân đang cảm thấy quá cùng cực và tuyệt vọng, và chính cái sự tuyệt vọng đó đã khiến cho dòng nước mắt tự nhiên bò xuống hai hõm má đã xám đen. Người ta phải cùng cực và tuyệt vọng đến mức như thế nào thì nước mắt mặc dù không muốn khóc đâu, bởi vì các em phải biết rằng là gì ạ? A Phủ là người rất là lì, đúng không? Bị đánh như thế, bị tra tấn như thế, nhưng A Phủ có khóc một giọt nào trong cái vụ sự kiện đó đâu, có van xin gì đâu, đúng không? Ở đây chúng ta thấy rằng thế mà một cái con người mạnh mẽ giống như A Phủ bây giờ lại trào ra một cái dòng nước mắt như thế này, thì chứng tỏ một điều thực sự là trong thâm tâm người ta là người ta không muốn khóc. Nhưng bởi vì nó rơi ra là bởi vì người ta quá ham sống. Và trước một cái con người ham sống như vậy mà bây giờ phải đối diện với cái phút giây, cái ranh giới cực kỳ mỏng manh giữa sự sống và cái chết, thì nên chính cái sự tuyệt vọng này đã trào ra thành cái dòng nước mắt bò xuống chậm rãi như thế. Được không ạ? Hãy lưu ý giúp chị nhé. Và khi mà dòng nước mắt đó rơi xuống, và nhờ vào cái ánh lửa bập bùng khi Mị nhìn thấy cái dòng nước mắt này, thì tâm trí của Mị, tâm trạng của Mị, cảm xúc của Mị đã thay đổi như thế nào đây các em ơi? Chúng ta có thể thấy rằng trước tiên chính cái dòng nước mắt này đã đưa Mị từ cõi quên về cõi nhớ, đúng không? Đưa Mị từ cõi quên bây giờ về cõi nhớ. Và Mị nhớ về cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Mị nhớ về cái gì? À, Mị nhớ về đêm tình mùa.
mùa xuân năm ấy, đúng không? Mị nhớ về đêm tình mùa xuân năm ấy. Nhớ về đêm tình mùa xuân năm ấy, khi mà mị cũng bị trói đứng như thế kia, đúng không? Nước mắt cũng rơi xuống cằm, rơi xuống cổ, nhưng không thể nào lau đi được. Và từ cái cõi quên trở về cõi nhớ, mị đã nghĩ ra và mị đã nhớ ra rằng mình đã từng đau đớn và bất lực như thế nào. A Phủ, hay nói đúng hơn là dòng nước mắt của A Phủ đã khiến cho mị nhớ ra cái hoàn cảnh của chính mình và xót thương cho chính mình. Có nghĩa là mị bây giờ đang tự cảm thấy thương mình. Được không ạ? Đang tự cảm thấy thương mình. Các bạn ơi, đây là một trong những cái biến chuyển rất là lớn trong trạng thái cảm xúc tâm lý của nhân vật nhé. Từ thờ ơ vô cảm, không có những cái dấu hiệu, không có những cái sự nhận biết về thời gian và không gian, thì bây giờ lại đang biết tự thương chính bản thân mình đây. Đây là một cái sự thay đổi cực kỳ lớn, các bạn phải hiểu giúp chị là như vậy. Đây là một cái sự thay đổi cực kỳ lớn ở trong nhân vật này. Và từ cái việc thương mình như vậy, nên mị mới có cái suy nghĩ là gì ạ? Từ thương mình như thế này thì bắt đầu mới thương cho người. Được không nào? Từ thương mình mới thương cho người. Và thương cho người ở đây không ai khác, đó là thương cho ai? Đó là thương cho A Phủ. Đúng không ạ? À, mị nhận ra rằng mình là đàn bà thì chỉ còn đợi ngày rũ xương ở đây thôi. Còn người kia việc gì mà phải chết. Đúng không ạ? Mị đã tự nhận thức được như thế. Là à ừ, mình là đàn bà con gái ở trong cái nhà này. Bây giờ chúng nó bắt về cúng trình ma nhà nó rồi. Thì mình chỉ còn cách là gì ạ? Sống ở đây và đợi ngày chết rũ xương ở đây thôi. Nhưng mà người đàn ông kia thì việc gì mà phải chết. Và mị, trong đầu mị bây giờ đã nảy sinh những cái suy nghĩ. Các em nhá. Rất lâu rồi, từ đêm tình mùa xuân, bây giờ mới nảy sinh những cái suy nghĩ. Và suy nghĩ bây giờ là suy nghĩ gì ạ? Không những là suy nghĩ cho mình, mà còn suy nghĩ cả cho người nữa các bạn ạ. Ồ, một cái điều cực kỳ là gì ạ? Bất ngờ, đúng không? Một cái điều cực kỳ bất ngờ đã xảy ra trong cái biến chuyển tâm lý của nhân vật này. Không chỉ suy nghĩ cho mình mà còn suy nghĩ cho người nữa. Và mị bây giờ đã có được một cái nhận thức. Đó là gì ạ? Đó là nhìn thấy được cái sự độc ác. Nhìn thấy được sự độc ác của cha con nhà thống lý. Của cha con nhà thống lý. Được không nào? Mị bây giờ đã nhìn thấy được cái sự độc ác của cha con nhà thống lý. Cha con chúng nó thật độc ác, phải không ạ? Và sau đó mị đã bắt đầu miên man trong những cái dòng suy nghĩ của mình. À thì bây giờ mình có thể cởi dây trói, cắt dây trói cho người kia, rồi người ta sẽ trốn đi, rồi mình sẽ bị thay thế vào đó. Những cái dòng suy nghĩ đó trở đi trở lại ở trong tâm trí của mị một thoáng như thế. Nhưng mà chẳng hiểu sao ở cái thời điểm lúc bấy giờ mị lại không cảm thấy sợ hãi các bạn ạ. Mà điều duy nhất đã khiến cho mị nghĩ rằng là gì ạ? À, mình cần phải làm đó là người kia cơ chừng là ngày mai ngày kia sẽ chết thôi. Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Và nhận thức được cái sự độc ác đó khiến cho bản thân của mị không cảm thấy sợ hãi. Và mị đã quyết định một cái hành động. Hãy nhớ giúp chị nhé. Đây là một cái hành động được bộc lộ gì ạ? À, được bùng nổ từ một cái suy nghĩ tự phát. Một cái suy nghĩ trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Bởi vì chị nói thật, nếu như mà cho mị nhiều thời gian hơn nhá, thì chưa chắc là mị đã dám làm cái việc đó. Nhưng cái hành động này diễn ra trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn, diễn ra trong một cái thời gian rất là nhanh. Và nó xuất phát từ cái sự bùng nổ. Được không ạ? Nó xuất phát từ cái sự bùng nổ của suy nghĩ nhân vật này, của dòng cảm xúc của nhân vật này. Ok chưa ạ? Chính cái điều này đã dẫn tới cái hành động của mị. Một hành động vô cùng quyết liệt, đó chính là cắt dây mây, cởi trói cho A Phủ. Cắt dây mây, được không?
cởi trói cho A phủ. Được không nào? Cầm cái liềm, cắt dây mây và cởi trói cho A phủ. Được chưa ạ? Hãy nhớ rằng là đây là một cái hành động diễn ra trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn. Được không? Diễn ra trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn các bạn nhé. Được không nào? Và trong cái lúc đó thì A Phủ khi mà được cái người đàn bà này cứu sống mình, giải thoát cho mình thì đã khuỵu xuống. Bởi vì các em phải hiểu rằng là đã mấy ngày rồi có được ăn uống gì đâu. Mà vòng dây trói thì càng ngày càng thít lại. Cứ mỗi ngày nó lại quấn thêm mấy vòng, mỗi ngày nó lại quấn thêm mấy vòng. Cứ gì ạ? À, cứ gọi là cố gắng để trốn thoát. Cắt được cái dây nào thì ngày mai nó lại trói vào nhiều dây hơn. Thế là chẳng thể nào nghĩ đến được cái việc là mình có thể chạy thoát nữa. Cho đến khi người đàn bà này đã có một cái hành động vô cùng quyết liệt và cứu sống A Phủ. Mặc dù khuỵu xuống, nhưng sau đó A Phủ đã vùng chạy đi bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Và trong cái khoảnh khắc đó, các em ơi, khi mà A Phủ vùng chạy đi như vậy thì Mị lại đứng tây ngây ở đó. Được không ạ? Mị lại đứng lặng trong bóng tối. Được không nào? Mị có một cái hành động đó là Mị đứng lặng trong bóng tối. Có lẽ lúc này biết bao nhiêu những cái suy nghĩ ngổn ngang. Được không nào? Biết bao nhiêu những cái suy nghĩ ngổn ngang đang gì ạ? À? Đang trở đi trở lại ở trong tâm trí của Mị. Có thể trong đầu Mị lúc bấy giờ sẽ nghĩ là bây giờ mình nên làm điều gì? Mình nên chạy theo người đàn ông kia hay là mình sẽ ở đây để chờ chết? Và cuối cùng Mị đã đưa ra một cái giải diện, một cái sự giải thoát. Phải nói cái câu nói ấy chính là cái câu nói thể hiện cái lòng ham sống này. Nó cũng giống như là một cái câu nói thể hiện cái tiếng kêu cứu này của những cái con người lao động nghèo khổ ở miền núi cao Tây Bắc lúc bấy giờ. Và Mị đã gì ạ? À, A Phủ cho tôi đi, ở đây thì chết mất. Đúng không ạ? Mị đã nói câu đó và Mị đã chạy theo A Phủ. Mị đã chạy theo A Phủ trong bóng tối. Hai người đã đi rất là nhiều ngày để đến với khu du kích Phiền Sa. Và ở đây hai người đã được gặp và gặp cán bộ A Châu, được giác ngộ cách mạng, sau đó kết hôn trở thành vợ thành chồng, rồi quay lại giải phóng quê hương của chính mình. Thì cái phần đó được thể hiện rất rõ ở trong phần thứ 2 của tác phẩm Vợ chồng A Phủ các bạn nhé. Còn lại ở trong khuôn khổ của văn bản này ấy, thì chúng mình sẽ chỉ học phần 1 thôi. Và trọng tâm là cái cuộc sống của cô Mị ở Hồng Ngài. Ok chưa ạ? Đến cái phần thứ 2 thì sẽ nói nhiều hơn về A Phủ. Được chưa nào? Các bạn ơi, vậy là với một cái hành động được coi là một cái hành động tự phát thôi, đúng không? Nhưng chính cái hành động tự phát đó đã giúp cho bản thân của Mị giải thoát được cho người. Được không nào? Giải thoát cho người, nhưng cũng chính là giải thoát cho chính mình. Được không ạ? Giải thoát cho người, nhưng cũng chính là giải thoát cho mình. Từ bây giờ, Mị đã bỏ qua, đã gạt đi tất cả những cái nỗi sợ về cường quyền này, về bạo quyền này, về thần quyền này, để hướng tới cái sự tự do cho chính bản thân mình. Cứ mỗi khi nhắc lại về cái chi tiết mà nhân vật Mị quyết định là cắt dây mây cởi trói cho A Phủ, thì bản thân chị lại liên tưởng tới một trong số những cái chi tiết rất đắt giá ở trong tác phẩm Thiên Truyện Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Không biết là các bạn có còn nhớ cái thiên truyện này hay là không. Nhưng mà ở phần cuối của thiên truyện này chúng ta cũng có một cái khoảnh khắc khi mà Chí Phèo vác con dao đến nhà bà Kiến. Cũng chẳng nói câu gì nhiều nhặn cả. Chỉ một hai câu đòi lương thiện thôi, chứ tao không cần tiền. Đúng không? Và ngay sau đó thì đã kết gì ạ? Ngay sau đó thì đã giết chết bà Kiến và tự kết liễu cuộc đời của mình. Những cái hành động đó cũng diễn ra trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Đúng không ạ? Diễn ra trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Và Chí Phèo chết trên những cửa quay về với gì ạ? Sự lương thiện. Bởi vì thực tâm ở trong lòng anh
anh rất mong có thể được sống cho ra một con người bình thường. Nhưng mà cuộc đời, gì ạ, chế độ phong kiến mục ruỗng, bọn thực dân, nhà tù thực dân đã tha hóa, khiến cho bản thân của Chí Phèo không thể thực hiện được cái ước mơ. Dù rằng đó chỉ là một cái ước mơ rất là nhỏ bé và dung dị trong cuộc đời của mỗi con người thôi. Mà thẳng thắn nói ra là đấy là cái quyền của mỗi con người. Mỗi con người sinh ra là phải được sống cho ra một con người chứ, đúng không? Thế nhưng Chí Phèo thì lại không được điều đó. Và cái khoảnh khắc mà Chí Phèo giết Bá Kiến và tự kết liễu cuộc đời mình cũng chỉ diễn ra trong một vài tích tắc rất là ngắn thôi. Đó cũng là những cái hành động tự phát. Đó là những cái hành động để gì ạ? Tìm cách để giải thoát cho chính bản thân mình đấy. Mặc dù cái việc mà Chí Phèo giải thoát cho chính bản thân mình là anh ấy lại lựa chọn cái cách là tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng đặt trong cái bối cảnh ra đời của truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao thì có lẽ những người lao động nghèo giống như Chí Phèo cũng không còn bất cứ một con đường nào khác để đi đâu. Ngoài việc là gì ạ? À, tự kết liễu cuộc đời của bản thân mình thôi. Đấy là cái con đường giải thoát duy nhất. Được chưa nào? Ok không ạ? Các bạn ơi, nào, thì đấy là chị đang nói về với các bạn đêm mùa đông với một cái hành động của nhân vật Mị. Một cái hành động đã giải thoát được cho cả hai con người. Đúng không ạ? Đến bây giờ thì tất cả những nỗi sợ hãi chỉ còn lại ở trong Mị là một cái niềm ham sống vô cùng mãnh liệt và trào sôi. Hai người đã dắt tay nhau chạy trong đêm tối, mặc kệ những khổ ải nơi hồng ngài để đến phiềng xa. Gặp cán bộ A Châu, hai người được giác ngộ cách mạng, kết hôn và trở thành những chiến sĩ kiên trung trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Thì đó là phần sau của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, một cái kết rất là có hậu, đúng không? Được không nào? Vậy thì chị nhắc lại một lần nữa, ở trong đêm đông cắt dây trói cho A Phủ, các bạn sẽ lưu ý giúp chị về hai cái tác nhân. Em nhé, các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị về hai cái tác nhân. Đó chính là gì đây nhỉ các bạn nhỉ? À, đó chính là bếp lửa. Và đó chính là gì? Giọt nước mắt của A Phủ. Ok chưa ạ? Nhá, đó chính là giọt nước mắt của A Phủ và bếp lửa. Hãy lưu ý giúp cho chị. Thì trên đây là toàn bộ tất cả những cái phần mà chị muốn chia sẻ với các em về nhân vật Mị, là nhân vật chính ở trong cái phần 1 trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Hãy nhớ giúp chị nhé, khi tìm hiểu về nhân vật Mị, nhắc lại một lần nữa, chúng mình phải cùng với nhau đi tìm hiểu về cách giới thiệu nhân vật này. Ok chưa ạ? Cái thứ hai đó chính là về gì ạ? Lai lịch, ngoại hình, đặc điểm, phẩm chất, tâm hồn của nhân vật này này. Cái thứ ba, cuộc sống của Mị trước khi làm dâu nhà Thống Lý Bá Cha này. Cái thứ tư, cuộc sống của Mị sau khi làm dâu nhà Thống Lý Bá Cha này. Thì cái sau khi làm dâu này, nó sẽ biểu hiện cho một cái vẻ đẹp của nhân vật, đó chính là sức sống tiềm tàng, chị đã nói cùng với các bạn rồi. Và cái sức sống tiềm tàng này được thể hiện rất rõ qua cái phản kháng đầu tiên là cái việc Mị đêm nào cũng khóc đấy, các bạn biết rồi đúng không? Cái số 2 là dám chết và dám sống. Cái thứ 3 là đêm tình mùa xuân, đây là cái quan trọng nhất nhá. Được không ạ? Đêm tình mùa xuân và đêm đông được xếp thứ tự như nhau. Cả hai cái này có độ quan trọng như nhau và chúng ta phải phân tích kỹ như nhau. Ok chưa ạ? Đêm tình mùa xuân và đêm đông. Được không nào? Đêm tình mùa xuân và đêm đông. Ok chưa ạ? Đêm tình mùa xuân với ba tác nhân là mùa xuân, men rượu và tiếng sáo. Còn đêm đông là bếp lửa và giọt nước mắt. Nhưng chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng là đêm tình mùa xuân này chính là một trong những cái tác nhân để dẫn đến đêm đông này. Nếu như không có đêm tình mùa xuân năm ấy thì chưa chắc đã có đêm đông năm ấy đâu ạ. Được không ạ? Bởi vì người ta nói rồi, để bắt đầu một cái đám cháy lớn thì luôn luôn phải có những cái tia lửa nhỏ báo hiệu và góp gió thành bão. Nếu như mà không có gió để góp thì không thể nào thành bão được. Thì đêm tình mùa xuân này chính là cái gì ạ? Chính là cái khởi phát cho cái sự bùng nổ của đêm đông với một cái hành động vô cùng quyết liệt của nhân vật Mị. Lưu ý giúp chị nhé. Có thêm một cái câu hỏi nữa về cái này mà chị muốn đặt ra cho các bạn. Chị nghĩ đây cũng là một trong những cái vấn đề rất đáng để suy ngẫm. Đó là chị rất muốn hỏi tại sao trong đêm tình mùa xuân nhá, chúng ta có ba tác nhân đúng không? Tận ba tác nhân luôn nhá, là mùa xuân, là men rượu, là tiếng sáo. Nhưng trong đêm đông thì mình chỉ có đúng hai tác nhân thôi, đó là bếp lửa và giọt nước mắt. Nhưng mà tại sao phải đến đêm mùa đông thì nhân vật này mới tự gì ạ, giải thoát cho chính mình được?
Tại sao không phải là mùa xuân mà lại phải là mùa đông? À, đối với cái câu hỏi này thì các bạn sẽ chú ý giúp chị. Tất cả những cái tác nhân từ đêm tình mùa xuân ấy, nó đều là những cái tác nhân khách quan. Có nghĩa là sao ạ? Đều là những cái tác nhân mà tác động từ bên ngoài vào thôi. Được không ạ? Đều là những cái tác nhân mà tác động từ bên ngoài vào thôi. Chị lấy một cái câu chuyện như thế này là các bạn sẽ hiểu này. Nếu như bản thân các bạn luôn luôn bị thầy cô giáo chê là lười biếng ấy, nhưng mà thực tâm các bạn là các bạn không có muốn học, thì cái vấn đề nằm ở chỗ là nếu như thầy cô có nói là các em học đi, bạn bè xung quanh bảo ôi cậu ơi cậu phải học đi, cậu phải học chăm lên, thì tất cả những cái đó chỉ là gì ạ? Tất cả những cái đó chỉ là những cái lời khuyên ở bên ngoài và là những cái tác nhân ở bên ngoài thôi. Mà nếu như những cái tác nhân ở bên ngoài đó thì cũng sẽ chỉ khiến cho con người ta thay đổi được trong một khoảng thời gian thôi. Ừ, bởi vì bây giờ thầy cô nói nhiều quá đi, thế nên là các bạn mới gì ạ? Các bạn mới thay đổi một chút xíu cho thầy cô vui, cho bạn bè xung quanh, bố mẹ mình vui. Nhưng mà không phải là vì các bạn muốn thay đổi, thế nên cái khoảng thay đổi đó nó sẽ diễn ra trong cái khoảng rất là ngắn. Hãy lưu ý giúp chị là như thế nhá. Cái ý số 2 các bạn cần phải lưu ý giúp chị đó là đêm đông thì khác. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng ở trong đêm đông nhân vật này có suy nghĩ ạ. Nhân vật này có nhận thức ạ. Đúng không nào? Nhân vật này có suy nghĩ. Nhân vật này có nhận thức nhá. Hết sức lưu ý giúp chị ạ. Và chính cái suy nghĩ và nhận thức này đã thúc đẩy khiến cho nhân vật này thay đổi. Và cái sự thay đổi của nhân vật ấy, nó là cái sự thay đổi từ bên trong. Mà các em biết rằng là không có cái gì mạnh bằng nội lực, đúng không? Không có cái gì mạnh được bằng nội lực. Nếu như bản thân các em thực sự đã muốn thay đổi nhá, các em có thể sẽ học giỏi hơn rất là nhiều so với các bạn khác luôn ấy, mà các em sẽ cảm thấy được cái khả năng phi thường của các em luôn. Thì ở đây cũng như thế. Đây là gì ạ? Đây là xuất phát từ cái nội lực ở bên trong và là cái mong muốn của nhân vật này muốn được thay đổi như thế. Và chính vì cái điều đó, đây với những cái tác nhân chủ quan như vậy đã khiến cho sức sống tiềm tàng đã bùng nổ thành một đám cháy lớn. Các em hiểu ý chị chưa nào? Thì chị giải thích thêm cho các bạn cái ý đó để các em hiểu cặn kẽ về vấn đề. Bởi vì nếu như biết thêm những cái này thì chắc chắn là trong cái việc phân tích của các bạn cũng sẽ trở nên sâu sắc hơn rất là nhiều đấy. Được chưa ạ? Thì chị cũng khuyên các bạn là các bạn cũng nên ghi nhớ những cái mà chị giảng thêm cho các bạn ở đây. Không phải thừa đâu ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng biết đâu năm nay vào vợ chồng A Phủ thì sao? Đúng không nào? Đấy, chúng mình cứ nghĩ như thế đi.